Ngày 20 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa. Theo đó, trong thời gian từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 9 năm 2022, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh sẽ tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, lấn làn, vượt ẩu. Trong đó, tăng cường áp dụng biện pháp phạt nguội qua hình ảnh để nâng cao hơn nữa ý thức của người tham gia giao thông, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người điều khiển phương tiện giao thông chấp hành nghiêm các quy định về luật giao thông đường bộ, đường thủy, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là trong đợt cao điểm du lịch hè 2022.